Ông Lê Phúc Vũ thuộc tập đoàn Hoa Sen hiện đang nợ hơn 18.385 tỷ đồng, tức là hơn 780 triệu Mỹ kim. Theo báo Người Đưa Tin cho biết, thì hiện tập đoàn Hoa Sen đang có nợ vay tại 16 ngân hàng nội địa và nước ngoài, trong đó 3 ngân hàng BIDV, Vietcombank và Vietinbank được ghi nhận là cho tập đoàn này vay đến vài ngàn tỷ đồng. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang trong đà lao dốc và chưa có dấu hiệu hồi phục cổ phiếu của Hoa Sen được ghi nhận liên tục bị nhà đầu tư bán tháo trong những ngày vừa qua. Hồi cuối tháng 7, báo dân trí đã tiết lộ ông Vũ bị bay nửa tài sản chứng khoán và tập đoàn Hoa Sen đã đánh rơi tới 1.199 tỷ đồng, tức là hơn 51 triệu Mỹ kim trong tài sản cổ phiếu của ông. Tin ông Lê Phúc Vũ đang gánh nợ gần 800 triệu Mỹ kim cũng thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội. Phần lớn trong số đó bày tỏ sự hoài nghi về năng lực tài chính không tương xứng với hoài bảo xây nhà máy thép 10 tỷ Mỹ Kim của ông này. Một số ý kiến cho rằng việc gánh nợ trăm triệu đô la là quả báo đến sớm với ông Vũ, người luôn xưng danh Phật tử và áp dụng triết lý nhà Phật vào việc kinh doanh, nhưng lại sẵn sàng bao biện cho dự án được cảnh cáo là gây tổn hại đến môi trường không kém nhà máy Formosa. Việc vợ ông Vũ đường đột quyết định rút vốn công ty ra khỏi tập đoàn Hoa Sen vào hồi tháng 5 vừa qua cũng làm dấy lên suy đoán. Ông Vũ không còn tận dụng được quan hệ lợi ích nhóm trong nội bộ đảng cộng sản việt nam và có căn cứ để dự báo trước rằng tương lai tập đoàn này sẽ phá sản